Xin cha hãy cho con thêm thời gian. Cha có hiểu cái cảm giác ngủ chung cùng với kẻ thù trên một chiếc giường cũng đau như thế nào không? Con sẽ giết nó. Con sẽ hút máu, mọi gan, móc tim để dâng lên cho cha. Sao anh lại quan tâm tới tôi? Tôi không thể nào bỏ mặc những người cùng cảnh ngộ. Tôi không xứng đáng với lòng thương hại của anh. Nếu anh biết mình sai thì hãy sửa sai đi. Tôi còn thời gian sao? Anh thấy em có vẻ căng thẳng. Tại sao anh không nói trước với em? Đây là thị trấn Bảo Lâm. Anh thấy cũng đâu có gì quan trọng. Anh muốn giữ bí mật cho em thôi. Thị trấn này có vấn đề gì với em sao? Cách đây rất lâu, em đã từng có thời gian ở đây. Vậy sao? Sao trùng hợp quá vậy? Nơi đây đã để lại trong em những ký ức không vui. Em đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Em có thể chia sẻ với anh về những chuyện buồn của em mà. Em không muốn nhớ bất kỳ điều gì về chuyện này nữa. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Mày đã từng giết người ở nơi này, chuyện đó làm sao mày quên được, phải không? Thôi, em nghỉ ngơi tí đi, anh đi tắm đi. Tại sao địa điểm sản xuất lại nằm ở đây? Liệu mình có đụng độ với ông Kha không? Tại sao ông Trùng biết nơi này? Tình cờ hay là có dụng ý gì? Tại sao nơi sản xuất hàng quan trọng lại nằm ở đây? Mình không nghĩ Kazili lại biết nơi này. Tao quá bất ngờ khi mình đưa đến nơi này. Còn nhiều điều thú vị đang chờ cô ở phía trước. Tất cả chỉ là sự khởi đầu thôi. Em thấy sao? Làm sao anh có thể nghĩ tới cái chuyện thiết kế một cái hầm sản xuất
ở tận sâu lòng đất như vậy được? Chỉ cần động não là tao có thể làm được tất cả. Ngay khi anh mua đất xây nhà máy bên trên, anh đã cho thiết kế và xây dựng căn hầm này luôn. Tới phòng thành phẩm đi, tôi muốn gặp các kỹ sư. Dạ, mời bà chủ đi. Nhanh lên, nhanh lên, ông chủ tới. Đứng lên, đứng lên. Qua bên đây. Dạ. Dạ, mọi người có chủ. Khỏe không? Dạ, ông chủ. Công việc thế nào rồi? Mọi việc ổn hết chứ? Dạ, cảm ơn ông chủ. Nhờ ông chủ nên công việc ở đây tiến triển rất là tốt ạ. Chiều Dương, để anh giải thích với em. Đây là hai kỹ sư lo về việc chuyên môn. Sau này khi mở rộng sản xuất sẽ do em phụ trách. Em cứ làm việc với hai người này. Chào. Chào cô. Chào cô. Để tôi giới thiệu, đây là chị đại của tôi, cánh tay phải đắc lực. Mọi người cũng không cần phải biết rõ về nhau quá đâu, chỉ cần tập trung vào công việc là ok rồi. Dạ. Dạ. Tôi sẽ nói chuyện với hai người sau. Dạ, chào ông chủ. Rồi, làm việc đi, làm việc đi. Vậy là anh vẫn còn sản xuất lại cũ hả? Tại sao anh không tập trung sản xuất lại mới đi? Thứ nhất, chúng ta vẫn còn đường dây tiêu thụ những loại cũ, và nguyên liệu cũng đã nhập về rồi, cho nên anh vẫn cho sản xuất. Thứ hai, nếu ta sản xuất loại mới, cần tốn khá nhiều diện tích để lắp đặt hệ thống chiết xuất. Đó cũng là lý do anh muốn em tìm địa điểm mới để tập trung sản xuất loại ma túy nước. Bây giờ anh dẫn em qua khu vực đóng gói. Dạ dạ. Xin mời ông bà theo tôi. Păng. Một phát thôi, nó sẽ biến mất. Biến mất như con trai của tao. Thằng mà nó nhắn tin cho em, hiện bây giờ ông Trùm đang ở bên đó. Đại ca tính đi, mình có nên đi sang không? Tao không muốn chơi trò ném đá dấu tay. Được, đi săn thôi. Đại ca, có cần gọi thêm đàn em không đại ca? Không cần. Một mình tao chơi khô máu với nó. Theo tao. Em cứ đi theo anh, để cho tụi nó làm gì. Nhưng có cần đánh người ta như vậy không? Em đừng có để ý tụi nó làm cái gì. Bọn này lì lắm, cứ để đàn em trị tụi nó. Làm đi. Thôi, nhanh chóng ra khỏi đây đi. Em không thể nào chịu nổi không khí ngột ngạt ở đây nữa. Ok, em cứ xem qua đi, rồi mình bàn sau. Mà ngoài nơi này, còn nơi nào khác nữa không? Còn nhà kho, chỗ ở cho bọn nô lệ, và một số phòng giam. Làm đi. Phòng giam thì dành cho những bọn cứng đầu. Em cứ lo việc của em đi, nhìn qua tụi nó làm cái gì. Thôi ra ngoài cho lẹ đi. Mày làm gì? Trời ơi, Chiêu Dương tham gia vào tổ chức này. Tôi không kịp chế được ý nghĩ trả thù cho con trai tôi khi con khốn đó trên đất của tôi. Ông chủ, tôi là một thằng ngu muội, xin ông chủ tha thứ cho tôi. Tôi nhắc lại cho ông một lần chót, mạng sống của Triều Dương là do tôi quyết định. Tôi sẽ phanh thây xé xác cô ta khi mà tôi muốn. Tôi muốn chuyện này xảy ra càng nhanh càng tốt. Đừng có nôn nóng. Khi nào dắt kiệt sức cô ta,
tôi sẽ tự loại bỏ cô ta. Ông chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tôi giao là được rồi. Xin cảm ơn ông chủ đã bỏ qua chuyện này cho tôi. Tôi hứa sẽ tận tâm với công việc. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Dạ thưa lão bàn, chúng tôi đã dọn dẹp không còn dấu vết nào. Tiếng súng có thể gây sự chú ý của công an. Đừng lo, họ sẽ nghĩ là tiếng súng của một kẻ đi săn nào đó trong rừng mà thôi. Ông phải cẩn trọng hơn. Việc sản xuất loại ma túy mới bây giờ đang dần ổn định, không được để chuyện gì xảy ra. Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ. Mày còn cần tao nên chưa thể loại tao ra khỏi cuộc chơi này. Tao mới thật sự là trùm ở đây. Vào đi. Chào chủ tịch. Ừ, có chuyện gì? Do là 3 ngày rồi chủ tịch chưa đến công ty, cho nên là nhiều hồ sơ dồn lại cho chủ tịch vô ký ạ. Cô cứ để đó, tôi sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay. Sở du lịch vừa mới gửi thư mời đến công ty. Họ dự định mở hội thảo với các doanh nhân thành đạt trong thành phố. Tôi không biết là chủ tịch đi hay là giám đốc đi ạ. Là cô muốn Lâm Phong đi dự? Dạ không, do là trước giờ mạng đối ngoại, anh Phong là người nắm quyền ạ. Nhưng hiện giờ tôi là người đại diện cho Romantic. Đừng có nhắc tới tên Lâm Phong nữa. Dạ. Tôi biết cô và anh Lâm Phong đã làm việc với nhau một thời gian dài. Nhưng tôi thiết nghĩ cô là một người có trình độ chuyên môn. Cô nên hiểu tôi mới là người nắm cổ phần nhiều nhất, và tôi là người điều hành cao nhất ở công ty. Cô hiểu chưa? Dạ tôi hiểu ạ. Vậy thì tôi sẽ chuyển thư mời cho chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Đứng lại. Dạ. Nếu như cô không thích làm việc với tôi, cô có thể đưa đơn xin nghỉ việc. Tôi không có ý định đó. Tôi đã gắn bó với Romantic và tôi vẫn muốn cống hiến cho công ty ạ. Tốt. Nếu như cô nghĩ như vậy thì cứ chăm chỉ làm công việc của mình. Dạ. Chú đến chơi hay là có tin tức gì của hai thằng con tôi? Dạ. Trúc Trà, vợ của chú Quý đâu cô? Trúc Trà nó về Sài Gòn lo việc. Có chuyện gì chú nói với tôi. Dạ, hai cô thật bình tĩnh thì cháu mới nói được. Chú nói đi. Tôi đang cố bình tĩnh đây. Dạ, cháu đến để báo tin cho gia đình biết. Tụi cháu đã tìm được xác của Kỳ Quý. Kỳ Quý đâu đã chết. Cô.
Dạ con nghe nè má. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Sao má khóc vậy? Trúc Trà ơi, má ơi, má, má bình tĩnh lại. Có chuyện gì má nói cho con nghe đi. Con ơi, chồng con nó chết rồi. Má, má, má nói, má nói sao? Chồng, chồng con, anh Quý. Công an đã tìm ra thằng Quý rồi, nhưng nó đã chết. Mẹ con nghe tin xong thì ngất xỉu. Không, không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Không, con không tin. Không. Trúc Trà ơi, không. Má biết nói sao với con, nhưng má hiểu nỗi đau mà con đang gánh chịu đó Trúc Trà. Má ơi, anh Quý anh hiền lành như vậy, tại sao anh chết trẻ như vậy? Anh có bao nhiêu chuyện phải làm, còn bao nhiêu dự định, còn gia đình con nữa mà. Mất thật rồi, hết rồi. Mẹ còn sống để làm gì nữa đây? Mẹ, mẹ, mẹ còn có con. Con sẽ thay anh Quý chăm sóc cho mẹ. Tất cả là lỗi ở mẹ. Trước đây mẹ đã không hiểu, gây quá nhiều khó khăn cho hai vợ chồng con, gây xào xáo. Giờ mẹ đã hiểu được con, chỉ mong thằng Quý nó quay về để vợ chồng con sống hạnh phúc. Nhưng mà con ơi, lỗi của mẹ. Má, có thật như vậy không má? Có gì sai sót không hả má? Con vẫn không thể tin được. Sau bao nhiêu ngày mình chờ đợi, lại nhận được tin sét đánh đến như vậy. Chính xác. Công an người ta đã điều tra kỹ mọi thông tin trước khi báo về. Mà tội lắm con ơi, thằng Quy đã chết thảm lắm. Má kể cho con nghe đi, tại sao anh Quý lại chết? Người ta phát hiện cái xác đó chết cháy cùng với chiếc xe hơi của nó, nhưng tới khi khám nghiệm tử thi thì nó chết vì bị dao đâm vào ngực trước khi tiến hành đốt xe. Ha ha ha.
Sáng nay tôi tình cờ đọc được một bài báo. Bài báo nói về cái chết của phó tổng giám đốc công ty trà táo đỏ. Kỳ quý. Bài báo có nói về Võ Hiếu. Anh ta đã bị mất tích trong một vụ án, đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Cô đọc báo nào vậy? Là báo mạng. Cảm ơn cô đã cho tôi biết tin. Cô đi ra ngoài đi. Chuyện gì vậy má? Hả? Là con đây sao? Hay là má đang nằm mơ? Là con đây mà. Sao con bỏ má con đi lâu vậy hả? Chị Dương. Đúng là chị Dương thiệt rồi má ơi. Trời ơi, Chiêu Dương, sao tới bây giờ con mới về? Con có đọc trên báo cho nên mới biết tin. Con qua đây thắp nhang cho Kỳ Quý. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng cho má gặp lại con. Má bình tĩnh lại đi. Để con thắp nhang cho Kỳ Quý xong rồi má con mình nói chuyện sao? Lúc này con ở đâu? Làm gì? Có ổn không con? Má và mọi người đừng lo cho con. Con ổn mà. Lần này con về, con đừng có đi nữa được không con? Má con á, già yếu rồi. Còn thằng Hiếu thì nó không biết sống chết ra làm sao nữa. Con thật sự không biết gì về vụ mất tích của anh Hiếu cho đến khi đọc trên báo về cái chết của Kỳ Quý. Nhưng mà chuyện này xảy ra lâu chưa? Vẫn chưa có tung tích gì của anh Võ Hiếu sao? Gần hơn 2 tháng kể từ ngày Võ Hiếu mất tích, Quý cũng bị bắt cóc sau đó vài ngày. Công an cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng đến bây giờ bạc vô âm tính. Còn Quý thì từ ngày chị đi, cả nhà ai cũng nhớ chị hết. Đêm nào má cũng khóc vì nhớ chị. Chị đừng có đi nữa nha. Em với má cần có chị. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định về đây để thắp nhang cho Kỳ Quý. Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Xin lỗi má, con không thể nào quay trở về nhà này được. Chiêu Dương, má xin con đừng bỏ má. Má đã làm gì sai mà con đối xử với má như vậy? Má không sai. Trong chuyện này không ai sai hết. Chỉ vì mỗi con người có một con đường riêng mà họ đã chọn.
xin mọi người hãy tránh xa cuộc sống của con ra. Con đi đây, thưa cô hai con đi. Chịu chị được. Con ơi, má xin con đừng có đi. Má giờ mới gặp con mà. Con đừng đi, cho má nói chuyện với con thêm một chút nữa. Dương à, sao con cứng đầu quá vậy? Con nhìn má con đi, má con vì con mà khóc hết nước mắt kìa. Con có về cũng không giải quyết được gì đâu. Má cứ để cho con đi, đừng lo cho con. Chị Dương. Chiều Dương. Mợ ba. Chị Dương. Mợ ba ơi. Chị Dương. Chị. Em nói chuyện với chị một chút được không? Em xin chị, chị hãy quan tâm má nhiều hơn một chút nữa. Chị không về cũng được, nhưng mà chị cho em xin số điện thoại đi. Khi nào mà má nhớ chị, má gọi chị có được không? Tôi không chắc làm vậy là tốt cho mọi người. Cứ cắt đứt liên lạc như từ trước tới nay là được. Em không hiểu. Em thực sự không hiểu là chị đang nghĩ gì nữa. Cô sẽ không bao giờ hiểu đâu. Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Chị không nghĩ đến anh Hiếu sao? Chị đi tìm anh Hiếu về đi. Em không mạnh mẽ được như chị. Anh Quý chết, anh Hiếu vẫn đang mất tích. Em thực sự không biết mà phải làm gì hết. Em cầu xin chị đó. Chị, nếu công an đã không tìm ra anh Hiếu thì tôi biết làm gì hơn. Tôi cũng rất là hoang mang và lo lắng cho số phận của Võ Hiếu. Nhưng thôi, phần ai nấy lo đi. Mình cố gắng giữ lại nha. Phải mẹ. Chị, người mất rồi, giữ lại công ty làm chi? Thanh lý đi, còn bao nhiêu chia đôi. Nhà bà Hiền nữa, nhà tôi nữa. Cô nói nhà tôi một nữa. Nhà tôi là ai ở đây vậy hả cô Út? Ừ, thì là nhà mình. Cũng chị hưởng vô đó chứ có ai ở đâu. Của con chị mà. Nếu cô biết nói câu này thì cô không có quyền quyết định đâu. Ừ, thì tôi thấy người ta ăn hiếp chị. Tôi Binh, mắc gì chị cứ dặn dẹo tôi vậy? Còn tôi đã mất rồi, nỗi đau này còn mất mát lớn hơn tiền nữa. Sao cô cứ mở miệng ra là tiền bạc? Cô không sợ cháu của cô buồn sao? Thì người chết cũng đã chết rồi, chị cũng phải biết lo cho người sống chứ. Mà tôi nói cho chị nghe, nếu như chị có được một chút đỉnh tiền của con chị để lại thì chị em nhà tôi còn để cho chị ở lại trong cái từ đường này. Còn nếu không, chị muốn đi đâu thì đi. Cô Út, sao cô lại nói với mẹ con những lời khó nghe như vậy chứ? Anh Quý là cháu của cô. Cô không thương anh Quý sao cô? Cô không an ủi mẹ con được một tiếng. Bàn thờ của anh Quý còn chưa ấm nhang khói mà cô nỡ lòng nào đuổi mẹ con ra khỏi đây chứ? Mày im! Tao nói cho mày biết, mày không có tư cách để dạy dỗ tao. Từ lâu dòng họ nhà tao đó không bao giờ coi mày là con dâu. Cô đẻ được đâu mà dám nói. Cô im đi. Trúc Trà nó mãi mãi là con dâu của tôi. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Cũng vì cô và dòng họ áp lực tôi chuyện nối dõi tông đường mà bấy lâu nay tôi nặng nhẹ con dâu của tôi. Bây giờ tôi sáng mắt ra, tôi biết ai là người xấu, ai là người tốt. Thôi chị, thôi thôi đi, cho tôi xin đi. Thằng Quý vừa mới mất, mồ mả còn chưa yên. Mọi người đừng có cãi với nhau nữa được chưa? Thôi được, tôi sẽ không có quan tâm tới chuyện của nhà chị nữa. Chị cứ nghe lời ngon ngọt của người ta rồi đưa hết tài sản của Quý cho người ta đi ha. Rồi từ đây về sau có ra gầm cầu ở cũng đừng có trách. Wow.
quay đầu lại cho tao. Dạ đại ca. Ủa, em mới đâu về vậy? Dạ em ở trên nhà máy về. À, à, mà tình hình của thằng Hiếu á có tên gì không? Dạ vẫn chưa có tin tức gì hết. Ừ. Anh cũng mới về hả? Ừ. Em đi nha. Ừ. Chạy theo con nhỏ đó cho tao. Dạ. Ừ, hình như chúng ta tới kìa. Ờ đúng rồi. Nó chạy hướng này là vô nhà máy trà táo đỏ rồi. Xin cha hãy cho con thêm thời gian. Cha có hiểu cái cảm giác ngủ chung cùng với kẻ thù trên một chiếc giường con đau như thế nào không? Con sẽ giết nó. Con sẽ hút máu, mọi gan, móc tim để dâng lên cho cha. Đêm mà thằng nào gọi hoài vậy? Mẹ mày làm gì gọi hoài vậy? Là tôi đây. Dạ tôi xin lỗi ông chủ. Tôi tưởng... Tôi gọi để báo cho ông biết. Ngày mai tôi và Chiêu Dương sẽ lên đó. Ông tạm thời lánh mặt đi. Dạ, tôi sẽ làm theo lệnh của ông chủ. Tuyệt đối không được giở trò sau lưng tôi. Tôi hứa. Ông đã vi phạm lời hứa quá nhiều rồi. Tôi có thể tin ông sao? Xin ông chủ hiểu cho sự nóng vội của tôi. Tâm trạng của một người cha không trả thù được cái chết của con mình thiệt là khó chịu. Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ, Chiêu Dương là của tôi. Muốn cô ta sống hay chết là do tôi quyết định. Ông nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Ông chủ yên tâm. Ngày mai ông và cả những thằng đàn em của ông đã từng đụng mặt Chiêu Dương biến mất cho tôi. Không được để cho cô ấy nghi ngờ dù chỉ một chút. Dạ. Này, chú làm gì nữa vậy? Ôi
Đánh mẹ. Em có giấu được mấy viên thuốc hạ sốt? Đem đưa cho thằng Tị nó uống. Tị, ngồi với em. Em chết chưa? Em không được nghĩ đến cái chết. Em không được bỏ cuộc. Em uống viên thuốc này đi, rồi ăn chút bánh mì. Tại sao anh lại cứu em? Anh không thể nhìn thấy người sắp chết mà không cứu được. Anh à, nếu như mà một lần nữa được thấy ánh mặt trời, em hứa là em sẽ sống tốt hơn. Chỉ cần là một người tử tế là đủ. Nếu được, anh nhận em làm đệ tử nghe. Anh không phải là đại ca nên không cần phải nhận đệ tử. Nhưng mà nếu em muốn, anh có thể nhận em về làm công nhân trong nhà máy trà của anh. Nhà máy trà Táo Đỏ mà anh kể cho em nghe đúng không? Tâm huyết bao nhiêu năm trời của anh Vinh Quý đã dồn hết vô đó. Anh hy vọng là ngày mình ra khỏi đây, nó vẫn còn tồn tại. Em nằm ngủ đi. Sao anh lại quan tâm tới tôi? Tôi không thể nào bỏ mặc những người cùng cảnh ngộ. Tôi không xứng đáng với lòng thương hại của anh. Nếu anh biết mình sai thì hãy sửa sai đi. Tôi còn thời gian sao? Tới rồi người đẹp, dậy đi. Ủa, tới nơi rồi hả? Ừ, tới nãy giờ rồi. Sao nhanh quá vậy? Tại em ngủ ngon nên mới thấy nhanh như vậy. Nếu muốn ngủ tiếp nữa thì cứ lên phòng. Đây là đâu vậy? Là nơi ta cần tới. Lão Bằng, tôi đặt phòng hết rồi. À, hai người ở một phòng, còn tôi thì ở phòng kế bên. Ừ,
bảo vệ từng một. Thẻ phòng của lão bạn. Thị trấn Bảo Lâm. Mình lên phòng thôi em. Em sao vậy? Em không sao hết. Chắc là em còn đang buồn ngủ. Ok, mình lên phòng ngủ tiếp. Ông chủ đã vào trong. Mọi người vào lấy phòng đi. Anh thấy em có vẻ căng thẳng. Tại sao anh không nói trước với em? Đây là thị trấn Bảo Lâm. Anh thấy cũng đâu có gì quan trọng. Anh muốn giữ bí mật cho em thôi. Thị trấn này có vấn đề gì với em sao? Cách đây rất lâu, em đã từng có thời gian ở đây. Vậy sao? Sao trùng hợp quá vậy? Nơi này đã để lại trong em những ký ức không vui. Em đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Em có thể chia sẻ với anh về những chuyện buồn của em mà. Em không muốn nhớ bất kỳ điều gì về chuyện này nữa. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Mày đã từng giết người ở nơi này. Chuyện đó làm sao mày quên được, phải không? Thôi, em nghỉ ngơi tí đi. Anh đi tắm đi. Tại sao địa điểm sản xuất lại nằm ở đây? Liệu mình có đụng độ với ông Kha không? Tại sao ông Trùm biết nơi này? Tình cờ hay là có dụng ý gì? Tại sao nơi sản xuất hàng quan trọng lại nằm ở đây? Mình không nghĩ Kazili lại biết nơi này. Tao quá bất ngờ khi mình đưa đến nơi này. Còn nhiều điều thú vị đang chờ cô ở phía trước. Tất cả chỉ là sự khởi đầu thôi. Dạ, tôi nghe. Tôi đã tới nơi.
5 giờ chiều nay tôi sẽ tới nhà máy. Ông thu xếp đi. Dạ, tôi sẽ sắp xếp cho đàn em đón ông chủ. Dạ, tôi sẽ tạm thời lánh mặt. Ông nên ở nhà, đừng để cô ta bắt gặp ông ở đâu trong thị trấn. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Ok, tôi sẽ sắp xếp đến nhà gặp ông sau. Tôi sẽ đợi ông chủ ở đây. Biết con khốn đó có mặt ở đây, tao chỉ muốn xách súng đi tìm nó cho một phát vô đầu. Bây giờ bắt tao phải tránh mặt nó. Đại ca đã cưu mang em ở trong tù, bây giờ là lúc em đền ơn lại cho đại ca. Em muốn thay mặt cho đại ca trả thù cho Duy Khương được không? Bất cứ điều gì xảy ra, ổng đều nói là do tao làm hết. Khó mà thoát được tay mắt của ổng. Nhìn đại ca dằn vặt đau khổ vì chưa trả thù được cho con trai, em thấy đau lòng lắm. Thôi, hãy thí mạng của em để đổi lấy mạng kẻ thù của đại ca được không? Coi như là em trả ơn. Không, mày không cần phải hy sinh mạng sống vô ích. Con Chiêu Dương nó đang bên cạnh ông chủ, chắc chắn là có nhiều thằng bảo vệ, mày cũng khó thoát. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tao muốn tự tay trả thù cho con trai tao. Như vậy tao mới há dạ. Mày không biết đâu, thằng Khương là một đứa ngỗ nghịch, nhưng là một đứa dễ thương lắm. Mời. Sao, chuyến tham quan này anh có hài lòng không? Good. Mọi việc rất tốt. Tôi quyết định đầu tư vào nhà máy của anh. Chúng ta hợp tác với nhau như là hổ mọc thêm cánh. Tôi nói là tôi làm. Ở đây không ai có thể qua mặt được tôi hết. Chỉ cần đầu tư thêm máy móc, nâng cấp nhà máy hiện tại của tôi thêm một chút nữa, chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng cao. Ngoài việc sản xuất trà tại đây, bán lẻ ở trong nước, chúng ta sẽ xuất khẩu sang các nước ở khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao. Và chính sản phẩm trà Âu Long sẽ là sản phẩm chiến lược của chúng ta. Tuyệt vời. Chú A Quậy mà chịu kết hợp với ba của con á, thì không còn gì để mà bàn nữa. Ba con lo đầu vào, ông chú lo đầu ra, tha hồ mọi người lụm tiền của thiên hạ. Cái này á, gọi là mua tận gốc mà bán tận ngọn. Tôi nói vậy có đúng không nè? Dạ chính xác. Tôi quyết định đổ vốn vào công ty của anh thay vì thành lập một công ty mới, vì có nhiều lý do. Thứ nhất á, không cần chạy giấy phép rắc rối lắm. Thứ hai, tôi biết anh là một người có số má ở đây, cho nên tôi mới yên tâm. Anh yên tâm, mọi chuyện đã có tôi chống lưng, chắc chắn sẽ qua. Nhưng mà có một vụ này tôi vẫn còn hơi lo lo. Chú lo chuyện gì? Nếu như mà tôi góp vốn vào, đầu tư máy móc hiện đại, nâng công suất lên, thì liệu chúng ta có đủ nguyên liệu để làm không? Khỏi lo chuyện đó. Tôi là ông trùm thu mua trà lá ở đây, có bao nhiêu là tôi gom hết. Ông không cần phải lo khâu này. Vậy à? Ông chủ của tôi có vài chục món trà. Nói về mức độ cạnh tranh thì không ai có thể qua được ông chủ của tôi.
Ok, vậy là coi như xong rồi. Mời anh. Rồi, dạ mời. Vô. Dạ mời. Mời anh, mời. Dạ, ba. Con có chuyện phải đi. Dạ, ba với chú Đàm rồi tiếp ông chủ tiếp nghe. Không được, con phải ở lại đây tiếp khách. Đây là vị khách rất là đặc biệt. Sau này con còn phải học hỏi rất nhiều ở ông Hoàng A Quẩy. Dạ, nhưng mà dạ, con có việc gấp phải đi. Quan trọng lắm ba. Chuyện gì mà gấp? Chỉ là mấy thằng bạn ăn nhậu của con mà thôi. Thôi, anh cứ để cho cậu ấy đi đi. Tôi trẻ mà, bắt ngồi nói chuyện với mấy ông già riết cũng chán à. Dạ không có đâu. Con được ngồi với ông chủ đây với ba, chú Đam. Ngồi với những vị tiền bối không, con học hỏi được nhiều thứ lắm chứ. Dạ nhưng mà con có việc phải đi gấp. Không có con là không có giải quyết được chuyện gì hết á. Cho nên thôi con xin phép ông chủ con đi. Dạ ba, con đi nghe. Dạ, với lại có chú Đam ở đây, ba lo gì nữa. Nếu mà có sai xỉn thì chú Đam đưa ba về. Dạ thôi con đi nghe. Chào cậu. Dạ chào ông chủ. Gặp lại sau ha. Ai cũng nói nó đẹp trai hơn cha của nó, lanh lợi, bản lĩnh. Tao mừng vì con hơn cha là nhà có phúc. Ai ngờ nó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bao nhiêu dự định huy hoàng còn ở phía trước. Tao tưởng tuổi già sẽ được sống cùng với con cháu, ai dè bây giờ chỉ có chết trong cô quạnh. Bất kỳ lúc nào đại ca muốn em xả mạng thì cứ lên tiếng, cho dù dầu sôi lửa bỏng em cũng không ngại. Dù sao tao cũng cảm ơn mày. Thằng đệ trung thành nhất của tao. Mạnh hả? Mày coi quản tụi nó làm việc. Chiều nay 5 giờ đón ông chủ xuống hầm. Được rồi, làm theo lời tôi dặn đi. Em có thấy thị trấn này thay đổi gì từ sau cái lúc em ở đây không? Thay đổi nhiều lắm. Cũng mười mấy năm rồi còn gì. Thấy em có vẻ căng thẳng quá. Em ăn uống cho thoải mái đi. Đảm bảo em sẽ thích những món ngon ở đây. Ăn đi. Đồ ăn ngon lắm. Cậu ăn đi. Mọi chuyện Trần Nam đã dặn dò cậu kỹ rồi. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tôi có thể tin tưởng cậu không? Ông chủ có thể tin tưởng ở tôi tuyệt đối. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã kết nạp cậu không một chút do dự. Cậu có biết vì sao không? Tôi không biết. Khi tôi thấy cậu che chở cho Bỉ Kỳ, đánh lại những đứa lớn đó, tôi đã thấy cậu có hai đặc điểm đặc biệt. Đó là không chịu khuất phục và một người đầy nghĩa khí. Cảm ơn ông chủ
đã nhận xét tốt về tôi. Và cậu đã không bao giờ làm tôi thất vọng kể từ lúc cậu gia nhập vào tổ chức này. Tôi tận tụy với công việc và muốn có một chỗ đứng. Tôi muốn tự chủ về tài chính để không phải đói nghèo và không bị ai coi thường. Tôi trung thành với ông chủ vì biết ơn ông chủ đã cho tôi một cuộc sống mới. Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và Chiêu Dương như thế nào, có tốt hay không. Bình thường. Tôi coi Chiêu Dương như là một thành viên trong tổ chức, không quá thân thiết. Chuyến đi này Chiêu Dương sẽ đi cùng tôi và cậu. Cậu tuyệt đối không được nhắc tên ông Duy Kha trước mặt cô ta. Có những chuyện cậu chỉ cần thi hành mà không cần hỏi lý do. Những mối quan hệ rắc rối, tất cả bọn họ có ân oán gì với nhau? Em ăn có ngon không? Ngon thiệt. Ngon thì ăn nhiều vô. Ở thành phố không dễ gì có những món ngon cho em ăn đâu. Anh có dễ rành nơi này hả? Địa bàn làm ăn của anh gần chục năm nay. Lâu vậy sao? Cha mẹ anh là người Hoa, sinh sống ở Canada. Anh cũng sinh ra và lớn lên ở đó. Sau đó anh về đây làm ăn cũng được 10 năm. Có lẽ vì vậy mà anh giống người Việt hơn là người Hoa. Có thể lúc mà anh đến đây làm ăn thì em đã rời khỏi nơi này rồi. Nếu không thì em đã biết anh rồi. Chắc vậy. Nếu không ta đã gặp nhau lâu rồi, đâu có mất cơ hội làm ăn chung với nhau. Thị trấn này khá nhỏ, mọi người đều có thể biết mặt nhau. Đúng vậy, tôi cũng đã từng ở nơi này mà, cũng biết khá nhiều người. Vậy hả? Chắc là em có nhiều bạn bè ở đây. Em có muốn đi thăm họ không? Em chẳng có bạn bè nào ở đây đâu, chỉ có kẻ thù thôi. Anh không ngờ là ở thị trấn nhỏ bình yên này em lại có kẻ thù. Cũng đã lâu lắm rồi, em không biết là họ còn ở đây hay không. Vậy hiện giờ cô có còn quan tâm tới họ nữa không? Chuyện gì đã qua tôi cho qua luôn. Nhưng có lẽ họ không nghĩ như vậy. Đừng có lo lắng, đã có anh bảo vệ cho em rồi. Không một ai có thể đụng em, dù chỉ một sợi tóc. Em yên tâm khi có anh bên cạnh. Tôi ăn xong rồi. Tôi ra ngoài gặp anh em một chút. Hai người cứ từ từ ăn. Tôi biết cậu muốn dành không gian riêng cho tôi. Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ hai người có nhiều chuyện để nói với nhau. Gặp lại sau. Chào cậu. Út Mót, mợ coi sổ tháng này thấy trà xanh nhập về ít hơn tháng trước đó. Đúng rồi mợ, Trúc Trà đang chủ động giảm đơn đặt hàng để dễ quản lý. Giảm lượng hàng sản xuất như vậy liệu có ảnh hưởng tới công ăn việc làm của công nhân không con? Dạ, một tuần chỉ còn tăng ca 3 ngày, công nhân cũng có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ sợ là họ không được tăng ca, tiền lãnh ít đi, không đủ chi phí. Ở quê cũng vậy sống lắm mợ. Dạ, chợ búa không có đắt đỏ như ở trong thành phố. Thằng Hiếu với thằng Quý rất quan tâm tới đời sống của công nhân. Giờ không có tụi nó, mình phải giữ theo nếp cũ nghe con. Anh em công nhân ở đây gắn bó với nhà máy lắm mợ. Khi biết chuyện xảy ra, họ cũng không bỏ nhà máy. Có tháng lương vẫn về không kịp, nhưng anh em ai cũng thông cảm. Mợ, con thấy Trúc Trà ham học hỏi ghê luôn, tiến bộ từng ngày. Nói chuyện qua điện thoại là con biết Trúc Trà nắm được hết công việc ở đây rồi. Nó chịu khó lại sáng dạ. Con thấy Trúc Trà quyết tâm, con cũng mừng. Thôi, để mợ lên văn phòng làm thêm chút việc. Dạ. Rồi chở bà Xuôi về nhà nấu cơm chiều luôn. Dạ. Giờ lão bạn muốn đi thẳng vô trong đó hay là ghé đâu nữa không? Vô trong đó luôn đi. Dạ. Em, mình vô trong đó sớm rồi chị. Em muốn đi cà phê hay đi nhậu tiếp thì anh chở. Em chỉ muốn về khách sạn ngủ thôi.
Sao ngủ sớm vậy? Thị trấn này có nhiều chỗ hay ho lắm, anh sẽ giới thiệu cho em. Em chỉ muốn làm cho xong việc rồi nhanh chóng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Điều gì khiến em ám ảnh tới độ ghét cái thị trấn này dữ vậy? Anh thôi chất vấn em được không? Ok ok, anh xin lỗi em, anh sẽ không hỏi nữa. Ký ức tồi tệ bắt đầu quay về với cô khi cô đặt chân lên mảnh đất này. Bàn tay cô đã nhuốm máu tại đây phải không? Em gặp người quen hả? Vậy không? Cũng sắp tới nơi rồi. Chỉnh đốn quần áo lại mày. Ăn mặc nhếch nhác. Áo thì quê quá em bằng không có quen. Không quen tập cho quen. Giỡn mặt hả? Mày nữa. Dạ. Tụi công nhân về hết chưa? Công nhân về hết rồi anh. Tao nói tụi bay biết, làm việc đàng hoàng, nghinh đón ông chủ. Ông chủ tới. Em xuống đi. Dạ con chào ông chủ. Chào bà. Đâu cần phải làm rầm rộ như vậy, ngu hết sức. Kêu tụi nó vô trong bớt đi. Đâu phải như duyệt binh đâu mà đứng xếp hàng hai hàng như vậy. Muốn để công an họ chú ý hay sao? Dạ dạ. Tụi bay giải tán hết đi, vừa hai đằng cái cổng thôi. Dạ xong rồi ông chủ. Em đã tới đây bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà nhà máy này là của ai vậy? Sao em lại hỏi như vậy? Là của anh chứ ai. 7 năm trước anh đã mua lại nhà máy này. Phần trên thì sản xuất trà, phần dưới thì sản xuất thứ chúng ta cần. Dạ dạ. Ông chủ với bà có muốn uống trà trước khi xuống hầm không? Không cần đâu, đi xuống luôn đi. Dạ dạ. Dạ mời ông chủ, mời bà. Cho xe dừng cách mục tiêu trong tầm quan sát, không cần lộ mặt ở đây. Dạ, em đã đăng ký lại giấy phép kinh doanh rồi. Tạm thời chị là người đại diện của công ty trước pháp luật. Như vậy cũng tiện hơn cho chị khi đi gặp khách hàng. Cảm ơn Liêm nha. Nhưng mà chuyện tôi muốn làm bây giờ là cùng Liêm đi thu hồi công nợ và ký những hợp đồng mới của khách hàng mà mình đã chọn lọc. Dạ, ngày mai em sẽ đưa chị đi. Tôi xem qua thì chúng ta cần một số tiền mặt rất lớn để chi trả công nợ, với lại cũng chi trả lương của công nhân tháng này. Nhưng mà số tiền còn lại của công ty sau khi thu hồi công nợ cũng không còn bao nhiêu hết. Vậy làm sao công ty mình trụ nổi đây chị? Tôi đang nghĩ cách đây. Nhưng mà bằng mọi giá mình sẽ giữ lại công ty trà táo đỏ. Tâm huyết của hai anh em mà. Dạ.
Em nghĩ là chị nên sắp xếp thời gian để đi báo công an về chuyện của kế toán đi. Ừ. Hy vọng là thu hồi lại được ít nhiều để mình còn có tiền để trang trải nữa. Ừ, tôi biết mà. Nhưng mà công việc nhiều quá, tôi làm không có xuể. Chắc là trong nay mai tôi sẽ sắp xếp đi gặp công an để hỏi vào cuộc. Dạ. Ừ. Em thấy sao? Làm sao anh có thể nghĩ tới cái chuyện thiết kế một cái hầm sản xuất ở tận sâu lòng đất như vậy được? Chỉ cần động não là tao có thể làm được tất cả. Ngay khi anh mua đất xây nhà máy bên trên, anh đã cho thiết kế và xây dựng căn hầm này luôn. Tới phòng thành phẩm đi, tôi muốn gặp các kỹ sư. Dạ, mời bà chủ đi. Nhanh lên, nhanh lên, ông chủ tới. Đứng lên, đứng lên. Qua bên đây. Dạ. Dạ. Mọi người có khỏe không? Dạ, ông chủ. Công việc thế nào rồi? Mọi việc ổn hết chứ? Dạ, cảm ơn ông chủ. Nhờ ông chủ nên công việc ở đây tiến triển rất là tốt ạ. Chiêu Dương, để anh giải thích với em. Đây là hai kỹ sư lo về việc chuyên môn. Sau này khi mở rộng sản xuất sẽ do em phụ trách. Em cứ làm việc với hai người này. Chào. Chào cô. Chào cô. Để tôi giới thiệu, đây là chị đại của tôi, cánh tay phải đắc lực. Mọi người cũng không cần phải biết rõ về nhau quá đâu, chỉ cần tập trung vào công việc là ok rồi. Dạ. Dạ. Tôi sẽ nói chuyện với hai người sau. Dạ, chào ông chủ. Rồi, làm việc đi, làm việc đi. Vậy là anh vẫn còn sản xuất lại cũ hả? Tại sao anh không tập trung sản xuất lại mới đi? Thứ nhất, chúng ta vẫn còn đường dây tiêu thụ những loại cũ, và nguyên liệu cũng đã nhập về rồi, cho nên anh vẫn cho sản xuất. Thứ hai, nếu ta sản xuất loại mới, cần tốn khá nhiều diện tích để lắp đặt hệ thống chiết xuất. Đó cũng là lý do anh muốn em tìm địa điểm mới để tập trung sản xuất loại ma túy nước. Bây giờ anh dẫn em qua khu vực đóng gói. Dạ dạ. Xin mời ông bà theo tôi. Lấy thêm rượu cho tao. Đại ca, hôm nay đại ca đã uống quá nhiều rồi. Lấy thêm rượu cho tao, nó nhiều quá. Mở cửa ra. Nè 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 nè, tụi bay cứ cúi đầu làm việc, cắm ngước lên nhìn, nghe chưa? Nghe chưa? Là ai mà quan trọng dữ vậy? Đừng có chọc giận tụi nó, lại bầm mình nữa bây giờ. Làm đi. Em không sao chứ? Khó thở quá, không khí trong đây ngọt ghê, khó chịu quá. Vậy thôi, chúng ta sẽ đi lên nhà máy. Những người này ở đâu ra vậy? Nhìn họ nhớt nhát quá. Đây là lực lượng lao động sản xuất chính, khó khăn lắm mới có được họ. Đây là loại ma túy mới hả? Đây là một công thức rất đặc biệt. Trên thế giới này chỉ có mình anh nắm bản quyền. Nếu có thể cải tiến, hệ thống này nên đơn giản hơn. Không biết là các kỹ sư có làm được hay không? Tất nhiên là được chứ. Nhanh lên.
Tại sao đại ca lại hành hạ mình như vậy? Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết là cái cảm giác gì mà khiến người đàn ông đau đớn nhất không? Đó là cái cảm giác không thể làm được điều mà mình muốn. Cảm giác bất lực. Em biết, chỉ vì con nhỏ đó xuất hiện ở đây mà làm cho tâm trạng đại ca bất ổn như vậy. Đã lâu lắm rồi nó không xuất hiện ở đất này. Ở Sài Gòn tao không làm gì được nó, nhưng ở đây, đó là địa bàn của tao. Sao tao không xử được nó chứ? Băng. Một phát thôi, nó sẽ biến mất. Biến mất như con trai của tao. Thằng mà nó nhắn tin cho em, hiện bây giờ ông Trùm đang ở bên đó. Đại ca tính đi, mình có nên đi sang không? Tao không muốn chơi trò ném đá dấu tay. Được, đi sang thôi. Đại ca, có cần gọi thêm đàn em không đại ca? Không cần, một mình tao chơi khô máu với nó. Theo tao. Mày, mày, mày làm không làm? Nhìn cái gì mày? Làm gì đi? Nè, em cứ đi theo anh, để cho tụi nó làm gì. Nhưng có cần đánh người ta như vậy không? Em đừng có để ý tụi nó làm cái gì. Bọn này lì lắm, cứ để đàn em trị tụi nó. Làm đi. Thôi, nhanh chóng ra khỏi đây đi. Em không thể nào chịu nổi không khí ngột ngạt ở đây nữa. Ok, em cứ xem qua đi, rồi mình bàn sau. Mà ngoài nơi này còn nơi nào khác nữa không? Còn nhà kho, chỗ ở cho bọn nô lệ và một số phòng giam. Làm đi. Phòng giam thì dành cho những bọn cứng đầu. Em cứ lo việc của em đi, nhìn qua tụi nó làm cái gì. Thằng này nữa. Thôi ra ngoài cho lẹ đi. Lì hả mày? Làm gì? Trời ơi, chịu duyên tham gia vào tổ chức này. Tắt đèn đi. Dạ. Kế hoạch tiếp theo là gì đại ca? Chờ đợi con mồi và đi săn. Em nghĩ mình không thể nào săn được con mồi đâu, bởi vì nó được bảo vệ bởi chú Sơn Lâm. Mày sợ hả? Em chỉ sợ là mình chưa tiêu diệt được con mồi, là mình sẽ phải bị tổn thất. Cùng lắm là tao chịu trách nhiệm hết với ông Trùm. Mày vô tội, được chưa? Lái xe qua bên kia. Dạ. Cứ giữ khoảng cách an toàn. Tôi đã ra khỏi nhà máy. Dạ. Em mà nán lại chút xíu nữa chứ em chết ngợp quá. Mới có một chút xíu thôi mà anh đã không chịu đựng được rồi sao? Em sẽ bàn kỹ với anh việc này. Nếu như có xây dựng chỗ mới, chúng ta không nên để không khí ngột ngạt như vậy.
Làm sao mà con người có thể chịu đựng làm việc ở một nơi cảm thấy giống như là địa ngục như vậy? Em lại mềm lòng, đa cảm nữa rồi. Chẳng ai quan tâm tới những con người ở đó đâu. Chúng vẫn tồn tại và làm việc cho chúng ta, không có vấn đề gì đâu. Đại ca, xe chở con mồi kìa. Chắc chắn là nó rồi. Tắt đèn đi. Anh Thịnh, có một chiếc xe tắt đèn đang bám theo xe ông chủ. Tăng tốc bám theo, bằng mọi cách chặn xe nó lại. Dạ. Có sự cố gì sao? Mọi người bấm thật chặt. Làm việc không được ngước lên nghe chưa? Làm việc đi, nhanh lên, sắp xuất hàng rồi đó. Đại ca, cái gì? Cái thằng chính nó chết rồi. Nó chết thiệt rồi. Lo nó xuống đi. Dạ. Kiểm tra coi nó còn thở không. Dạ. Nó tắt thở rồi anh ơi. Lấy chiếu đắp lại rồi kéo vô góc. Ta bắt là ca hay. Dạ. Làm. Tôi đang chờ đàn em trả lời coi thủ phạm lại. Alo, nghe nè, đã chặn chiếc xe đó chưa? Dạ rồi. Họ là ai vậy? Có bất ngờ cho anh đây. Kẻ bán ông chủ không phải ai xa lạ, mà chính là Duy Kha. Sao? Tụi em đã tông lật xe của ông ta. Hiện giờ đã bắt được ông ta và một gã đàn em đang bị thương. Bây giờ tụi em làm gì tiếp theo đây? Cậu chờ một chút. Lão bạn, người đó không ai khác là Duy Kha. Lão bạn, bây giờ mình phải làm gì tiếp theo? Đưa tôi nói chuyện với nó. Ông chủ muốn nói chuyện với cậu. Dạ.
mày bắt hết tụi nó về nhà Duy Ca và giám sát chờ tao tới. Nhớ dọn dẹp hiện trường thật nhanh, không để lại dấu vết gì hết. Dạ. Khốn kiếp, mày dám qua mặt tao hả? Hai người đang muốn giấu tôi điều gì đúng không? Hung thủ là ai? Sao không cho tôi biết? Có những chuyện em không nên biết làm gì. Em thừa biết là anh có nhiều đối thủ cạnh tranh mà. Cậu chở tôi đi công việc. Dạ. Thôi, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Họ giấu mình chuyện gì? Cái mạng anh Chính, tôi vẫn chưa chết sao? Anh không thể nào chết được. Chúng tôi rất cần có anh. Thân tàn như tôi thì giúp gì được cho anh chứ? Anh có biết tất cả những gì anh làm từ trước đến giờ là sai không? Anh có biết anh đã trực tiếp tay cho một tổ chức mafia khiến cho biết bao nhiêu người nghi ngập tan nhà nát cửa hay không? Tôi biết tôi là một kẻ tồi tệ đáng để dứt đi, nhưng mà tôi đã chọn sai con đường rồi. Bây giờ là cái giá tôi phải trả. Không, ráng lên. Hay là một người tử tế, dù chỉ một lần duy nhất trong đời, nha anh. Trở về phòng giam, không thể tụi nó kiểm tra. Tôi sẽ gặp anh sau. Đừng bỏ tôi. Không, đừng bỏ tôi mà. Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh lại sau lưng. Cố lên. Ừ.
Vô đại ca. Yeah. Hôm nay đã cho tụi mày xả láng một bữa, quá mệt. Dạ cảm ơn đại ca. Đại ca, đại ca còn nhớ vụ hôm bữa không? Xả xong á thì lại dính đạn vì mấy thằng kia nổi loạn á. Bởi vậy bây giờ tao mới khôn ra đãi tụi bay nhậu ở chỗ này, đố cha nào thoát ra được. Em công nhận á, đại ca cực kỳ thông minh á, đúng không vậy? Ừ. Dạ vô em. Vô. Chăm chăm. Dạ vô. Ông đang nóng lòng muốn gặp con trai ông lắm phải không? Hôm nay tôi sẽ tiễn ông xuống gặp nó. Tôi không sợ chết, nhưng mà nếu tôi chết ngày hôm nay, ông liệu là những dây chuyền sản xuất của ông tồn tại được bao lâu? Ông đã phạm quá nhiều sai lầm, tôi có thể tha thứ cho ông không? Nhưng mà tôi uống quá say, tôi không kịp chế được ý nghĩ trả thù cho con trai tôi khi con khốn đó trên đất của tôi. Ông chủ, tôi là một thằng ngu muội, xin ông chủ tha thứ cho tôi. Tôi nhắc lại cho ông một lần chót, mạng sống của Triều Dương là do tôi quyết định. Tôi sẽ phanh thây xé xác cô ta khi mà tôi muốn. Tôi muốn chuyện này xảy ra càng nhanh càng tốt. Đừng có nôn nóng. Khi nào dắt kiệt sức cô ta, tôi sẽ tự loại bỏ cô ta. Ông chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tôi giao là được rồi. Xin cảm ơn ông chủ đã bỏ qua chuyện này cho tôi. Tôi hứa sẽ tận tâm với công việc. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Dạ thưa lão bàn, chúng tôi đã dọn dẹp không còn dấu vết nào. Tiếng súng có thể gây sự chú ý của công an. Đừng lo, họ sẽ nghĩ là tiếng súng của một kẻ đi săn nào đó trong rừng mà thôi. Ông phải cẩn trọng hơn. Việc sản xuất loại ma túy mới bây giờ đang dần ổn định, không được để chuyện gì xảy ra. Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ. Mày còn cần tao nên chưa thể loại tao ra khỏi cuộc chơi này. Tao mới thực sự là trùm ở đây. Chào chị. Chào chủ tịch. Mình có thể gánh vác tốt mọi việc cùng một lúc mà. Vào đi. Chào chủ tịch. Ừ, có chuyện gì? Do là 3 ngày rồi chủ tịch chưa đến công ty, cho nên là nhiều hồ sơ dồn lại cho chủ tịch vô ký ạ. Cô cứ để đó, tôi sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay. Sở du lịch vừa mới gửi thư mời đến công ty, họ dự định mở hội thảo với các doanh nhân thành đạt trong thành phố. Tôi không biết là chủ tịch đi hay là giám đốc đi ạ. Là cô muốn Lâm Phong đi dự?
Dạ không, do là trước giờ mạng đối ngoại, anh Phong là người nắm quyền ạ. Nhưng hiện giờ tôi là người đại diện cho Romantic. Đừng có nhắc tới tên Lâm Phong nữa. Dạ. Tôi biết cô và anh Lâm Phong đã làm việc với nhau một thời gian dài. Nhưng tôi thiết nghĩ cô là một người có trình độ chuyên môn. Cô nên hiểu tôi mới là người nắm cổ phần nhiều nhất, và tôi là người điều hành cao nhất ở công ty. Cô hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu ạ. Vậy thì tôi sẽ chuyển thư mời cho chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Đứng lại. Dạ. Nếu như cô không thích làm việc với tôi, cô có thể đưa đơn xin nghỉ việc. Tôi không có ý định đó. Tôi đã gắn bó với Romantic và tôi vẫn muốn cống hiến cho công ty ạ. Tốt. Nếu như cô nghĩ như vậy thì cứ chăm chỉ làm công việc của mình. Dạ. Sao ánh mắt và lời nói của người phụ nữ này luôn làm mình sợ hãi. Cho dù có bán cổ phần và còn lại một ít, anh Phong cũng phải đến làm việc chứ. Tại sao anh ấy không đi làm? Dạ thưa anh, đã có kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân. Tôi đã nghi ngờ nạn nhân là Kỳ Quý. Không ngờ nó lại là sự thật. Vụ án này quá phức tạp. Mình vẫn còn liên kết với đơn vị bạn để điều tra. Đồng chí thông báo với ban chuyên án họp khẩn vào đầu giờ chiều nay. Dạ rõ. Không biết ăn nói làm sao với anh Hải đây. Đã có kết quả rồi hả đồng chí? Kết quả là chính xác. Chúng ta đã biết nạn nhân là ai. Kỳ Quý đã bị giết. Còn nhỏ Hiếu, số phận của anh ấy đang nằm trong tay bọn bắt cóc. Hay đã... Tôi thật sự không dám nghĩ đến điều này. Chúng ta rất đau đớn vì sự việc này xảy ra. Tôi vô cùng áy náy. Vì nạn nhân mất tích đã lâu mà chúng ta thì không tìm ra tung tích. Từ khi tìm ra thì nạn nhân đã chết. Tôi không biết phải ăn nói với người nhà của Kỳ Quý ra sao. Họ đã trông chờ và hy vọng. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến như vậy. Điều cần làm bây giờ là thông báo với gia đình hỗ trợ để họ làm thủ tục đưa xác thân nhân về chôn cất. Sau đó chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với điều tra vụ án mới. Có thể từ đó chúng ta sẽ lần ra manh mối về Võ Hiếu. Cô hai à, ý trời, hết hồn à. Cô quen cái cảnh á, ở nhà có mình, bởi vậy nghe tiếng người hết hồn vậy mà. Mà cô nghe má con nói á, bữa nay con về nên qua mở cửa sẵn chờ con đó. À cô hai,
Cô hai rửa tay đi để chút xíu nữa con dọn dẹp cho. Khỏi, con đi đường xa con mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi. Dạ. Nhà cửa cô dọn hoài á, chứ còn gì đâu mà dọn. Hôm rày ở trển á, có nghe tin tức về hai đứa nó không con? Dạ, công an cũng vào cuộc rồi, nhưng vẫn chưa điều tra được gì. Ủa, sao kỳ vậy? Con người chứ có phải cây kim đâu mà chui xuống đất rồi tìm không ra. Bây giờ con không biết hai anh đang ở đâu làm gì nữa. Nhưng mà con chỉ mong sao tự nhiên cái hai anh xuất hiện trước mặt mình. Con chỉ cần nhiêu đó thôi là con đã vui lắm rồi. Nghe nói má chồng con cũng ở trển hả? Dạ, nhưng mà mẹ con bây giờ thay đổi nhiều lắm. Hai bà xui đang chăm sóc cho nhau đó. Nghĩ cũng tội, có thằng con trai duy nhất à. À, thôi, cô về, con khỏi nấu cơm. Chút á, rồi cô bưng bánh canh qua cho ăn nghe. Dạ, con cảm ơn cô. Thôi cô về nghe. Quyết định sẽ bán hết đồ trang sức hồi đám cưới và cả những món quà đắt tiền mà anh đã tặng cho em. Công ty đang cần tiền mặt để giải quyết công việc. Em tin là khi anh về, anh cũng sẽ đồng ý với em về quyết định này. Nếu cần thiết thì em cũng phải sử dụng số tiền tiết kiệm của vợ chồng mình. Mày mới từ địa ngục về à? Tao không dễ chết như vậy đâu. Chào đại ca. Đại ca. Em nhanh lên, mày nữa. Đêm hôm qua, chỉ một chút xíu nữa thôi là tao lấy mạng con vợ của mày rồi. Tôi bây giờ không còn quan tâm tới ai nữa hết, chỉ mong bản thân sống sót qua ngày thôi. Mày nói đúng. Bản thân của mày còn chưa biết ngày mai ra sao, lấy gì mà lo cho người khác. Đại ca. Chuyện gì? Thằng Chính nó tỉnh lại rồi, đại ca tính xử nó làm sao? Nhìn mày bây giờ còn tệ hơn một con chó ghẻ. Sở thích của ông là đi hành hạ người khác mà. Đối với người khác tao thích hành hạ, còn với mày tao thích sỉ nhục hơn. Một thằng cơm bẩn như mày đáng bị đối xử như vậy. Gọi điện thoại cho thằng Đạt, hẹn gặp nó trên đồi trà gần nhà máy của tao vào 3 giờ chiều ngày mai. Ông tự mà gọi lấy, sao lại cần sự giúp đỡ của tôi? Mẹ mày! Tao không cần sự giúp đỡ của mày, tao ra lệnh cho mày, hiểu không thằng chó? Nè, mày có nghe đại ca tao nói gì không? Hay là mày muốn tao tiếp sức không? Hả?
nhanh. Alo, ngày mai lên gặp tôi có chuyện gấp nha. Xích nó lại, cho nó đi làm việc. Ở đây thời gian còn quý hơn mạng sống của mày. Dạ. Đứng chạy mày, đi. Đi. Con chào má, con chào mẹ. Má với mẹ nhìn xem con đang ở đâu nè. Ủa, con về dưới nhà hồi nào vậy? Dạ, con mới vừa về tới luôn á. Ủa, sao nói con ở công ty ở Sài Gòn mà. Dạ, con về để lấy thêm ít đồ. Nè, công ty ổn chưa mà sao con về vậy? Dạ, đang rất là ổn luôn đó má. Má với mẹ đừng có lo cho con nha. Vậy thì tốt rồi, con dâu của mẹ giỏi quá. Mai mốt chồng về, thế nào cũng có quà thưởng. Thường thường người ta nói gái có công thì chồng không phụ phép đi xuôi. Ý, ai tới vậy cả? Chị dạ. Có chuyện gì hả mẹ? Nhà có khách, lát mẹ gọi lại cho con nghe. Ôi trời ơi. Dạ mẹ, con chào mẹ. Trời ơi, tôi già cả, con mắt tôi á nó chèm nhem cho nên á không biết ai hết. Dạ cháu chào cô. Dạ chào chú. Chú vô nhà ngồi chú. Dạ. Chào chú. Dạ chào cô. Dạ chú ngồi đi. Chú uống nước nha. Dạ. Chị để tôi. Cảm ơn cô. Dạ mời chú. Dạ. Chú à, chú đến chơi hay là có tin tức gì của hai thằng con tôi? Dạ à, Trúc Trà, vợ của chú Quý đâu cô? À, Trúc Trà nó về Sài Gòn lo việc. Có chuyện gì chú nói với tôi. Dạ hai cô thật bình tĩnh thì cháu mới nói được. Chú nói đi. Tôi đang cố bình tĩnh đây. Dạ, cháu đến để báo tin cho gia đình biết. Tụi cháu đã tìm được xác của Kỳ Quý. Đã chết. Quý, Quý ơi Quý. Cô. Dạ con nghe nè má. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Sao má khóc vậy? Trúc Trà ơi. Má ơi, má, má bình tĩnh lại. Có chuyện gì má nói cho con nghe đi. Con ơi, chồng con nó chết rồi. Má nói sao? Chồng con anh Quý, công an đã tìm ra thằng Quý rồi nhưng nó đã chết.
Mẹ con nghe tin xong thì ngất xỉu. Không, không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Không, con không tin. Không. Trúc Trà ơi. Không. Trúc Trà, có chuyện gì vậy con? Con không tin. Con ơi, con không tin. Đây không phải là sự thật. Trúc Trà ơi. Trúc Trà, có chuyện gì? Ai gọi sao con không nghe máy? Là má con gọi nhưng con không muốn nghe. Alo, mợ ba hả mợ ba? Tôi nè. Mợ nói gì mà con Trà nó khóc dữ vậy? Công an đã tìm ra thằng Quý rồi. Hả? Nhưng nó đã chết. Cái gì? Thằng Quý nó chết. Anh Chính, anh ráng ăn miếng đi. Tôi cần anh giúp. Tôi thì giúp được gì cho anh chứ? Tôi muốn biết địa hình bên trên căn hầm này. Nó có phải là nhà máy của ông Di Kha không? Đúng. Ở khu rừng phía sau là nhà máy của ông Kha. À, anh có thể phát thảo lại khu vực này không? Được. Anh theo hướng này. Gặp nhau ở đồi trà gần xưởng ông Kha. Em pha cà phê xong rồi, đại ca có uống không? Tao ra ngoài ăn sáng, về cà phê sau. Dạ. Hình như là anh đang chờ ai. Tôi đang chờ ai thì có liên quan gì đến ông? Anh nghe máy đi. Kể từ nay, tôi sẽ là người làm trực tiếp với anh. Nè, đừng có ăn nói bậy bạ. Nếu không, tôi đưa ông về đồn đó. Mày dám dở giọng đó với tao sao? Mày cũng biết thằng Chính là người trong ngành của mày.
Nó là một con cáo. Tất cả những lần chung chi cho mày, nó đều thu âm và quay clip lại để làm bằng chứng. Tao sẽ gửi cho mày xem nhiều thứ rất hay. Cứ từ từ mà coi, tao còn nhiều lắm, thật sự là đếm không có xuể. Con đường quan lộ của mày còn thăng tiến rất nhiều. Hoặc là mày vô tù, hoặc là tổ chức của tao sẽ trừ khử mày khi lúc nào cảm thấy mày không còn có ích nữa. Bây giờ muốn gì? Hợp tác hay là chết? Hợp tác với tao thì phong bì của mày không có mỏng đi đâu. Dạ. Mày biết tìm tao ở đâu rồi đó. Một đứa thì chết rồi, một đứa thì mất tích. Làm sao tôi sống nổi đây ông ơi? Con mà đi sớm vậy hả con? Má biết nói sao với con, nhưng má hiểu nỗi đau mà con đang gánh chịu đó Trúc Trà. Má ơi, anh Quý anh hiền lành như vậy, tại sao anh chết trẻ như vậy? Anh còn bao nhiêu chuyện phải làm, còn bao nhiêu dự định, còn gia đình con nữa mà. Mất thật rồi, hết rồi. Mẹ còn sống để làm gì nữa đây? Mẹ, mẹ, mẹ còn có con sẽ thay anh Quý chăm sóc cho mẹ. Tất cả là lỗi ở mẹ. Trước đây mẹ đã không hiểu, gây quá nhiều khó khăn cho hai vợ chồng con, gây xào xáo. Giờ mẹ đã hiểu được con, chỉ mong thằng Quý nó quay về để vợ chồng con sống hạnh phúc. Nhưng mà con ơi, lỗi của mẹ. Má.
Có thật như vậy không má? Có gì sai sót không hả má? Con vẫn không thể tin được. Sau bao nhiêu ngày mình chờ đợi lại nhận được tin sét đánh đến như vậy. Chính xác. Công an người ta đã điều tra kỹ mọi thông tin trước khi báo về. Mà tội lắm con ơi, thằng Quy đã chết thảm lắm. Ba kể cho con nghe đi, tại sao anh Quý lại chết? Người ta phát hiện cái xác đó chết cháy cùng với chiếc xe hơi của nó. Nhưng tới khi khám nghiệm tử thi thì nó chết vì bị dao đâm vào ngực. Trước khi tiến hành đốt xe, vào đi. Dạ, chào chủ tịch. Cô biết tôi đến đây bao lâu rồi chứ? Dạ, hình như là 15 phút. Trong công việc không có chữ hình như, thời gian phải là chính xác. Dạ, 12 phút. Nhiệm vụ của một thư ký là gì? Dạ, là tổng hợp công việc trong một ngày cho chủ tịch, giao và đưa những hợp đồng cần ký cho chủ tịch. Lần sau, tôi muốn cô có mặt khi tôi xuất hiện trong căn phòng này. Thời gian của tôi là vàng, tôi không thể nào chờ cô được. Dạ, dạ em biết rồi. Dạ, đây là những giấy tờ cần chữ ký của chủ tịch. Hôm nay tôi bận rồi. Hồ sơ nào cần ký gấp thì tôi sẽ ký, còn hồ sơ nào không gấp để mai tôi mới ký. Dạ. Vậy còn lịch họp và tiếp khách hôm nay em có cần phải báo cáo cho chủ tịch biết không ạ? Tôi đang nghe đây. Dạ, 10 giờ sáng nay chủ tịch sẽ tiếp ông Kim, giám đốc của công ty trang trí nội thất Hàn Quốc. 2 giờ là sẽ có cuộc họp cổ đông, và chiều nay thì có hẹn đi ăn với giám đốc sở du lịch. Quản cuộc họp cổ đông lại cho tôi, còn 2 cuộc họp kia giữ nguyên. Dạ em biết rồi. Còn gì nữa không? Dạ, dạ không. Tại sao không ra ngoài làm việc đi? Dạ, em muốn lấy lại tập hồ sơ để ra ngoài lượt lại những cái cần ký gấp cho chủ tịch đó. Lấy đi, rồi ra ngoài cho tôi làm việc nữa. Dạ. Hôm nay tôi đang bận, có việc gì cô cứ báo lại thư ký đi. Là chuyện riêng, tôi không biết là có nên báo cho chủ tịch hay không. Chuyện riêng? Sáng nay tôi tình cờ đọc được một bài báo. Bài báo nói về cái chết của phó tổng giám đốc công ty Trà Táo Đỏ. Kỳ Quý. Bài báo có nói về Võ Hiếu. Anh ta đã bị mất tích trong một vụ án, đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Cô đọc báo nào vậy? Là báo mạng. Cảm ơn cô đã cho tôi biết tin. Cô đi ra ngoài đi.
cô ơi. Dạ. Nhờ cô dìu bà Xu lên phòng cho Bảy nghỉ đi. Dạ. Cảm ơn cô. Ngồi đây nghỉ một chút đi con. Mợ ba, mợ cho con trà nó uống miếng nước chanh nó khỏe đi mợ. Dạ, em cảm ơn chị. Để em cho con uống. Chị ra ngoài sau coi họ chuẩn bị cơm cúng chưa. Uống nước chanh đi con. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỳ Quý thì chết, Võ Hiếu thì mất tích. Mình bước vào con đường này, mình không muốn liên lụy tới gia đình, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận, mình phải làm sao đây? Anh đau xót vô cùng khi hay tin Quý mất. Mọi người ở nhà máy vẫn bàng hoàng, nhưng bây giờ anh không thể nào về quê lo đám tang cho Quý được. Em thông cảm cho anh. Em đâu dám trách anh đâu. Nhà máy bây giờ mà không có anh thì làm sao được. Ở đây có ba em, cô hai cũng qua rồi, bà con chòm xóm giúp nữa. Anh cũng tính giao đại lại cho mọi người tự quản. Nhưng anh suy đi nghĩ lại không được. Hiện giờ đã không có giám đốc và phó giám đốc, và người quản đốc mà đi nữa là loạn liền. Anh nghĩ vậy là đúng rồi. Hiện nay anh Quý không còn, anh Hiếu không biết sống chết ra sao. Nhà máy còn vận hành được là nhờ có anh. Về công việc thì em đừng có lo, anh sẽ cố gắng làm hết sức mình. Thôi, em tập trung với mọi người lo cho Quý tới nơi tới chốn đi. Anh xuống xưởng làm việc đây. Em thắp nén nhang cho Quý giùm anh. Dạ. Một đứa đi rồi, còn một đứa, không biết thằng Hiếu nó sống sao nữa. Chuyện gì vậy má? Là con đi sao? Hay là má đã nằm mơ? Là con đây mà. Sao con bỏ má con đi lâu vậy hả? Chị Dương, đúng là chị Dương thiệt rồi má ơi. Trời ơi, Chiêu Dương, sao tới bây giờ con mới về? Con có đọc trên báo cho nên mới biết tin. Con qua đây thắp nhang cho Kỳ Quý. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng cho má gặp lại con.
Má bình tĩnh lại đi. Để con thắp nhang cho Kỳ Quý xong rồi má con mình nói chuyện sao. Bạn thở đâu vậy má? Con lại thắp cho em nén nhang đi con. Thằng Quý nó không có chết đâu, nó sẽ về thăm mình mà. Lúc này con ở đâu? Làm gì? Có ổn không con? Má và mọi người đừng lo cho con. Con ổn mà. Lần này con về, con đừng có đi nữa được không con? Má con á, già yếu rồi. Còn thằng Hiếu thì nó không biết sống chết ra làm sao nữa. Con thật sự không biết gì về vụ mất tích của anh Hiếu cho đến khi đọc trên báo về cái chết của Kỳ Quý. Nhưng mà chuyện này xảy ra lâu chưa? Vẫn chưa có tung tích gì của anh Võ Hiếu sao? Gần hơn 2 tháng kể từ ngày Võ Hiếu mất tích, Quý cũng bị bắt cóc sau đó vài ngày. Công an cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng đến bây giờ bạc vô âm tính. Còn Quý thì từ ngày chị đi, cả nhà ai cũng nhớ chị hết. Đêm nào má cũng khóc vì nhớ chị. Chị đừng có đi nữa nha. Em với má cần có chị. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định về đây để thắp nhang cho Kỳ Quý. Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Xin lỗi má, con không thể nào quay trở về nhà này được. Chiêu Dương, má xin con đừng bỏ má. Má đã làm gì sai mà con đối xử với má như vậy? Má không sai. Trong chuyện này không ai sai hết. Chỉ vì mỗi con người có một con đường riêng mà họ đã chọn. Xin mọi người hãy tránh xa cuộc sống của con ra. Con đi đây. Thưa cô hai, con đi. Chịu chị con ơi, má xin con đừng có đi. Má giờ mới gặp con mà. Con đừng đi. Cho má nói chuyện với con thêm một chút nữa. Dương à, sao con cứng đầu quá vậy? Con nhìn má con đi. Má con vì con mà khóc hết nước mắt kìa. Con có về cũng không giải quyết được gì đâu. Má cứ để cho con đi, đừng lo cho con. Chị Dương. Chiều Dương. Chuyện với chị một chút được không? Em xin chị, chị hãy quan tâm má nhiều hơn một chút nữa. Chị không về cũng được,
Nhưng mà chị cho em xin số điện thoại đi. Khi nào mà má nhớ chị, má gọi chị có được không? Tôi không chắc làm vậy là tốt cho mọi người. Cứ cắt đứt liên lạc như từ trước tới nay là được. Em không hiểu. Em thực sự không hiểu là chị đang nghĩ gì nữa. Cô sẽ không bao giờ hiểu đâu. Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Chị không nghĩ đến anh Hiếu sao? Chị đi tìm anh Hiếu về đi. Em không mạnh mẽ được như chị. Anh Quý chết, anh Hiếu vẫn đang mất tích. Em thực sự không biết mà phải làm gì hết. Em cầu xin chị đó. Chị, nếu công an đã không tìm ra anh Hiếu thì tôi biết làm gì hơn. Tôi cũng rất là hoang mang và lo lắng cho số phận của Võ Hiếu. Nhưng thôi, phận ai nấy lo đi. Chị, gia đình rất cần chị. Em xin chị, em xin chị được cắt đứt liên lạc với gia đình nha. Chị, tôi cho mình là kẻ bỏ đi, không thích hợp với cuộc sống gia đình ràng buộc đâu. Xin lỗi. Chị, thay tôi chăm sóc cho má. Một mình em thì làm được gì chứ? Mẹ, mẹ ăn một chút đi mẹ. Mấy hôm nay mẹ chưa ăn gì rồi. Chị à, chị phải nén đau thương lo cho bản thân. Giờ chị ngã xuống là thằng Quý nó buồn lắm. Tôi ăn không nổi, tôi chỉ muốn chết theo nó thôi. Thằng Quý nó chết rồi, tôi biết sống với ai. Mẹ, mẹ đừng có nghĩ tới cái chết, mẹ còn có con mà. Mẹ không xứng đáng với tình thương của con. Bấy lâu nay mẹ làm khổ con nhiều quá. Mẹ thấy mình có lỗi với vợ chồng con nhiều lắm. Mẹ à... Chị à, sống chết có số. Không phải muốn chết là chết được đâu. Tôi đã từng trải qua những thời khắc chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng mà có được đâu. Mẹ nè, bây giờ mình còn có nhiều cái để lo lắm. Công ty Trà Táo Đỏ là tâm huyết của anh Quế và anh Hiếu, bây giờ đang gặp khó khăn, mình cố gắng giữ lại nha. Phải mẹ đó chị. Người mất rồi giữ lại công ty làm chi, thanh lý đi. Còn bao nhiêu chia đôi, nhà bà Hiện nữa, nhà tôi nữa. Cô nói nhà tôi một nữa. Nhà tôi là ai ở đây vậy hả cô Út? Ừ, thì là nhà mình. Cũng chị hưởng vô đó chứ có ai ở đâu. Của con chị mà. Nếu cô biết nói câu này thì cô không có quyền quyết định đâu. Ừ, thì tôi thấy người ta ăn hiếp chị. Tôi Binh, mắc gì chị cứ dặn dẹo tôi vậy? Còn tôi đã mất rồi, nỗi đau này còn mất mát lớn hơn tiền nữa. Sao cô cứ mở miệng ra là tiền bạc? Cô không sợ cháu của cô buồn sao? Thì người chết cũng đã chết rồi, chị cũng phải biết lo cho người sống chứ. Mà tôi nói cho chị nghe, nếu như chị có được một chút đỉnh tiền của con chị để lại thì chị em nhà tôi còn để cho chị ở lại trong cái từ đường này. Còn nếu không, chị muốn đi đâu thì đi. Cô Út, sao cô lại nói với mẹ con những lời khó nghe như vậy chứ? Anh Quý là cháu của cô. Cô không thương anh Quý sao cô? Cô không an ủi mẹ con được một tiếng. Bàn thờ của anh Quý còn chưa ấm nhang khói mà cô nỡ lòng nào đuổi mẹ con ra khỏi đây chứ? Mày im! Tao nói cho mày biết, mày không có tư cách để dạy dỗ tao. Từ lâu dòng họ nhà tao đó không bao giờ coi mày là con dâu. Có đẻ được đâu mà dám nói. Cô im đi! Trúc Trà nó mãi mãi là con dâu của tôi. Cô đừng có ăn nói hàm hồ.
cũng vì cô và dòng họ áp lực tôi chuyện nối dõi tông đường. Mà bấy lâu nay tôi nặng nhẹ con dâu của tôi, bây giờ tôi sáng mắt ra, tôi biết ai là người xấu, ai là người tốt. Thôi vậy, thôi thôi đi, cho tôi xin đi. Thằng Quý vừa mới mất, mồ mả còn chưa yên, mọi người đừng có cãi với nhau nữa được chưa? Thôi được, tôi sẽ không có quan tâm tới chuyện của nhà chị nữa. Chị cứ nghe lời ngon ngọt của người ta, rồi đưa hết tài sản của Quý cho người ta đi ha. Rồi từ đây về sau có ra gầm cầu ở cũng đừng có trách. Mẹ, mẹ, mẹ đừng để ý đến những lời nói vô lý của cô Út nha mẹ. Con xin ông bà thứ lỗi cho con. Con đi suốt à, bỏ bê bàn thờ, bụi bặm, nhang khói lại lạnh tanh. Con cũng muốn ở nhà yên ổn để thờ cúng ông bà, nhưng mà hoàn cảnh của con bây giờ rối lắm. Mợ ba, mợ về đó hả mợ ba? Dạ em về rồi chị. Tôi đi công việc ngang, thấy mở cửa là tôi biết mợ về rồi. Dạ, chị ngồi đi chị. Ừ. Em mời chị hai uống nước. Mợ về rồi Trúc Trà nó ở bên đó hả mợ? Dạ không chị, Trúc Trà về đây với em luôn. Hai mẹ con tranh thủ dọn dẹp thắp nhang bàn thờ, rồi mai em lên trên nhà máy để mà lo công việc trên đó. Trúc Trà đi chợ mua bông với trái cây rồi chị. Rồi mẹ chồng nó ở bển ai lo? Tội nghiệp bà xui, khi hiểu ra vấn đề, biết yêu thương con cái thì thằng Quý đã ra đi. Giờ ở lủi thủi một mình. Nhưng em với con Trà nhiều việc quá, tập trung lo cho công ty của hai anh em nó, nên đành chịu thôi chị. Do có phước lắm mới có được con dâu như Trúc Trà. Vậy mà trước đây coi thường con nhỏ, giờ bảo hối hận tôi cũng mừng cho con Trà. Mợ coi đó, cũng như cái nhà này nè, có đứa con dâu như Chiêu Dương, tánh tình ngang ngạnh thiệt, không có ai chịu nổi hả? Tôi quên, thiệt cái miệng nó nhanh hơn cái đầu rồi. Tôi chưa kịp nghĩ mà cái miệng đã nói hả? Thôi, tôi xin lỗi mợ nha, chứ tôi không cố ý, tôi đụng tới nỗi đau của mợ đâu. Em khổ tâm lắm chị hai. Con gái cũng là nó, con dâu cũng là nó. Giờ Chiêu Dương nó đã như vậy rồi, em không biết ăn nói gì sao nữa. Nó thay đổi nhiều quá phải không mợ? Hôm gặp nó, chút xíu nữa là tôi không có nhận ra nó rồi. Em cũng thấy như vậy, từ ngoại hình cho tới tính cách, nó lạ quá. Một đứa như nó không chịu ở yên ở nhà là đúng rồi. An phận hả? Hai cái chữ đó không có ở trên cái gương mặt nó đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, em với ba nó đâu có dữ dằn vậy. Ông ba Trung ngó cọc cằn, nhưng tâm tính ông hiền khô à. Kêu ông cắt cổ con gà, ông còn không dám cắt. Miệng em thì quang quang như vậy á, chứ có gì đâu chị. Sao con nhỏ nó lại nổi loạn như vậy? Tôi nói cho mợ nghe, mợ cũng đừng có buồn nữa. Giờ nó lớn rồi, nó có quyền quyết định cuộc đời của nó. Mợ hay ba nó có sống lại đi chăng nữa cũng chưa chắc gì cản được nó. Em hiểu mà chị. Ai chứ con nhỏ này nó quyết định cái gì rồi thì nó sẽ làm cho bằng được. Nói không buồn là không đúng.
Em đau lòng lắm chứ chị. Giận thì giận, mà thương thì giận thứ thương. Nắm ruột của mình mà. Một đứa ở trong lòng lúc nào cũng có mẹ, giờ không biết đang ở đâu. Còn một đứa thì mẹ nó còn sờ sờ ở đó mà nó từ bỏ. Không biết tụi trẻ bây giờ nó nghĩ cái gì không biết. Không lên bao lâu cây cỏ mọc như là cái rừng vậy đó. Hoa nở đẹp mà má. Cứ về tới đây không khí dễ chịu, làm con người ta bớt căng thẳng ha má. Con nói đúng đó. Miền Tây đang ngập mặn, nóng muốn chết vậy. Lên tới đây cái khỏe re liền. Mợ nè Út Mót, mợ mới lên tức thì nè con. Có Trúc Trà nữa. Hai anh em bay xúm nhau lại, giải quyết được chuyện gì thì giải quyết. Mợ cúp máy đây. Tạm thời em để hình anh ở đây với ba luôn. Nhà nhỏ quá, không thể làm hai bàn thờ được. Đúng ra đợi mãn tang của nó thì mới được đưa lên bàn thờ chung với ba con. Nhưng thôi, thờ cúng là cái tâm, không ai bắt bẻ mình đâu. Hai người thân nhất đã rời xa chúng ta mãi mãi. Lại trời lại Phật, đừng có cho cái hình nào nằm ở trên đó nữa. Nhất định anh phải quay về với má và em nghe anh Hiếu. Dù Hiếu nó sẽ không sao đâu, nó sẽ về mà. Mình đi luôn nha ông chủ, cuộc họp này không thể đến trễ được. Tôi biết cách ông tính toán mà. Có những cuộc họp mình đến trễ, có những cuộc họp mình đến đúng giờ, nhưng đôi lúc mình cũng phải đến trước chờ người ta. Dạ, tất cả mọi chuyện đều phải tính toán nước cờ, sao cho chúng ta có lợi thế nhất. Hai tuần mới đưa Trúc Trà về quê lo đám tang cho Kỳ Quý. Ở nhà máy đã xảy ra nhiều chuyện, cho nên con không dám nói với mọi người biết. Trời ơi, mọi người có sao không anh? Nhẹ thì bị trầy xước, vài người còn bị nội thương, cũng không có trầm trọng lắm. Anh đã cho đi khám rồi. Nè, con có báo công an không? Dạ. Sao vậy con? Con phải báo công an chứ. Không lẽ để ông lộng hành như vậy sao? Mấy anh em trong nhà máy cũng bàn với nhau, có nên là đi báo công an hay không. Nhưng cái người bị đánh họ cản lại,
Họ nói đàn em của ông nói rằng nếu báo là sẽ xảy ra chuyện tiếp nữa, rồi còn đòi đốt nhà máy nữa. Nên thôi con không dám báo, sợ chỉ xảy ra chuyện. Sao mà con người này ngang ngược mà dữ tợn đến như vậy? Má làm má nghi có khi thằng Quý đó chết dưới tay ông. Nghi ngờ thì được gì hả má? Công an cũng nghi ngờ đó, rồi có bằng chứng gì đâu, nên cũng đâu làm được gì ổng. Nếu má biết thằng Hiếu nằm trong tay ổng, má quyết đổi mạng đi cứu anh con. Mọi chuyện không dễ gì đâu mợ. Ông này vừa dữ dằn vừa quỷ quyệt nữa. Ông trời có mắt, má tin vào luật nhân quả, rồi công an sẽ tóm ổng trong nay mai. Thôi, mình nên lo việc trước mắt đi mợ. Đây là số liệu của việc thu mua trà tươi tháng này. Số hàng làm ra con đã ghi rõ trong này. Trúc Trà coi đi, anh đưa lại đống dữ liệu này cho em. Dạ, để em coi. Con à, con có nắm được hàng xuất đi trong tháng này chưa? Ừ, dạ có. Bên phòng kinh doanh mới gửi hợp đồng cho con rồi má. Ừ, con coi cân đối lại hàng quá, rồi thu hẹp bớt lại để mình về quản lý nha con. Dạ. Dạ, con ra ngoài trước nha mợ. Ừ, con đi qua bệnh trước đi. Tới giờ họp thì mợ với Trúc Trà qua sau. Dạ. Mợ chỉ đứng vòng ngoài thôi, anh em tụi bay liệu mà tính. Dạ. Nhà máy mới báo về hàng sẽ về đúng hẹn đêm mai. Ông sắp xếp người đến đón hàng và chia nhỏ về các điểm. Dạ, tôi đã lệnh cho các nhóm sẵn sàng đón hàng. Ừ. Đây là hợp đồng tôi đã soạn kỹ từng câu từng chữ. Lão bạn yên tâm, chỉ cần đặt bút ký vào. Có những chuyện quan trọng như thế này mà có luật sư thì tôi yên tâm hẳn ra. Lễ ký kết lần này có rất nhiều báo chí, tôi đã soạn sẵn bài phát biểu. Lão bạn có xem qua chưa? Ừ, tôi đã xem qua kỹ rồi và nắm được những ý mà ông đã nêu ra. Với thông cáo báo chí lần này, công ty xuất nhập khẩu nông sản Việt Trung sẽ chính thức tham gia vào nhóm bất động sản có tiếng tăm ở Việt Nam. Corotel là một dự án đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Nó là đề tài nóng trên tất cả các mặt báo. Ông chủ lộ diện với một khoản đầu tư khủng, trở thành một doanh nhân có tiếng là một lợi thế của chúng ta. Đánh bóng tên tuổi bằng những dự án lớn và thường xuyên tham gia các công tác từ thiện sẽ giúp chúng ta khoác một chiếc áo sạch, từ đó làm việc trực tiếp với bộ máy chính quyền của thành phố, qua đó củng cố thế lực của chúng ta ở đất này. Ủa, anh Mót, có chuyện gì vậy anh? Máy hư, anh cần em ký duyệt. Xuất tiền để cho thư ký xuất tiền. Sao anh không ký? Em bây giờ là người đại diện pháp lý của công ty, thay mặt cho Hiếu và Quý. Những gì liên quan tới tiền bạc phải có chữ ký của em. Thực sự là em vẫn chưa quen với việc này nữa. Rồi từ từ thì em sẽ quen. Nè anh, nói thiệt á, là em rối nùi à. Một đống giấy tờ này, vừa đọc nè, rồi em vừa nghiên cứu thêm sách nữa, mà vẫn không hiểu hết. Có cần gì thì cứ gọi anh. Kinh nghiệm làm ở đây lâu năm, ít nhiều gì thì anh cũng nắm được chút ít. Anh Mót nè. Ừ? Liệu anh em mình còn trụ được bao lâu nữa anh? Anh cũng không biết nữa.
Trước mắt phải cố gắng từ 100 đến 200% sức lực, giữ cho nhà máy hoạt động không phá sản. Hy vọng là Giỏi Hiếu sẽ xuất hiện một ngày gần đây. Ừ. Anh đi đây. Đúng vậy, em sẽ phải cố gắng bằng mọi giá giữ lại trà táo đỏ. Tâm huyết của hai anh mà. Liêm coi lại mấy cái hợp đồng trong quý tới á, rồi tôi sẽ gửi bản nguyên liệu đầu vào khả thi của nhà máy. Mình không thể nào nhận hết đơn được. Dạ em biết rồi chị. Khi nào chốt xong hợp đồng á thì chị phải về Sài Gòn để ký với khách hàng đó nha. Ừ, tôi biết rồi. À mà chị ơi, còn chuyện của kế toán á, bên công an giải quyết tới đâu rồi chị? Ừ, hôm bữa thì tôi cũng nộp đơn tố cáo rồi, công an đã thụ lý, chờ họ gọi lại. Dạ em cũng sốt ruột quá, mong tóm được cô ta để thu hồi tiền cho công ty nữa. Ừ. À, tôi có khách, gọi lại sau nha. Dạ em chào chị. Ừ. Hết giờ rồi. Dạ em còn chút xíu nữa em xong rồi. Về đi Trúc Trà, em về trễ quá, mở ba la anh bây giờ. Em biết rồi. Quay đầu lại cho tao. Dạ đại ca. Ủa, em mới đâu về vậy? Dạ em ở trên nhà máy về. À. À, mà tình hình của thằng Hiếu á, có tin gì không? Dạ, vẫn chưa có tin tức gì hết. Ừ. Anh cũng mới về hả? Ừ. Em đi nha. Ừ. Ăn rau đi con. Dạ. Trà nè. Ừ? Đi làm đừng có về muộn quá con. Đường xá vắng nguy hiểm lắm. Con biết rồi má, anh Út nhắc con hoài à, mà nhiều khi ham làm quá nên con quên mất. Sao rồi, học làm doanh nhân khó không con? Ừ, khó lắm luôn á má. Bây giờ trong đầu con á hả, mấy cái chữ số nó cứ bay dèo dèo không à. Ừ. Như má nè, má buôn bán nhỏ thôi mà má còn nhức đầu nữa đó. Biết bao nhiêu chuyện để mình nghĩ. Con đâu có máu làm kinh doanh đâu, tại tình thế bắt buộc thôi. Con nghĩ đi, giờ mà không có con á thì trà táo đỏ dẹp sớm. Má già rồi, đâu có bắt kịp những cái công nghiệp hiện đại quá gì đó. Đó, hơn chút là internet nè, rồi website có xiết gì đó má đâu có biết làm. Nhưng mà nhờ vậy á, con thấy có nhiều cái thuận tiện lắm đó má. Ví dụ như học online nè, có thể nói chuyện với nhau trực tiếp. Rồi tất cả các hợp đồng đều gửi qua mail. À. Công nghệ 4.0 hiện đại, mình phải cố gắng để bắt kịp với thế giới nữa chứ má. Má không ngờ cô giáo chỉ biết những con chữ, vậy mà bây giờ nói tới công nghệ 4.0 gì đó. Con tiến bộ nhiều rồi đó Trúc Trà. Con cũng đang cố gắng học hỏi từng ngày nè má.
Má ăn nhiều vô nha. Ừ. Má ăn cái này đi. Lấy xe chở tao đi. Mày không đi xe Jeep hả đại ca? Nói nhiều quá. Nói sao làm vậy đi. Dạ. Giờ mình đi đâu anh? Đi rồi biết. Chạy theo con nhỏ đó cho tao. Dạ. Hình như chúng ta tới kìa. Ờ đúng rồi. Nó chạy hướng này là vô nhà máy trà táo đỏ rồi.